Thưa quý vị, giá xăng tăng, nhiều mặt hàng tiêu dùng đồng loạt tăng theo đã khiến cho người dân phải khổ sở, thắt chặt chi tiêu, phản ánh của phóng viên thời sự. Giá các mặt hàng xăng dầu tăng đẩy giá nguyên liệu đầu vào tăng cao đang ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sản xuất kinh doanh của người dân, đặc biệt là nhiều hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Nhiều gia đình đã phải tính đến phương án cân đối tài chính, cắt giảm chi tiêu hàng ngày. Tiết kiệm thì phải, đương nhiên là phải tiết kiệm rồi. Thì ăn uống thì nói chung là thì mua bó rau mấy bữa là một bó là 10.000, là lên 12.000 thì mình mua lại nửa bó. Mình phải tự phải cắt chi tiêu theo kiểu là tăng giá. Nếu mà tính ra thì ví dụ như mấy hồ mà mình đi 100 thì bữa nay cũng phải là từ 130 tới 140.000. Nói chung là tất cả các mặt hàng đều lên giá hết. Không có mặt hàng nào là không lên hết. Trước tình trạng giá xăng tăng cao kéo theo giá cả các mặt hàng phục vụ đời sống sinh hoạt tăng theo, không chỉ người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu mà ngay cả các tiểu thương hộ kinh doanh cũng gặp khó khăn. Kinh doanh nghiệp ở đây nó thiệt ra vừa chờ ế ẩm nó cũng chỉ cứng luôn. Không có xoay sở chứ được hết á. Đôi khi bán thì cũng càng ngày thì càng ế, mà ăn thì phải ăn điếu. Ăn thì ăn điếu, mà có học thì phải học điếu. Chi phí thì phải điếu, nhưng mà chứ làm thì không ra. Ế quá sức ế mà hàng thì cao bán không được. Hơn bao giờ hết, người dân, nhất là những người lao động, cần siết chặt chi tiêu để giảm bớt khó khăn trong cơn bão giá như hiện nay. Ngoài ra, người dân cũng mong muốn các bộ ngành trung ương cần có thêm giải pháp hữu hiệu để kiềm giá xăng dầu, tạo điều kiện bình ổn giá cả thị trường để giảm bớt khó khăn cho người tiêu dùng.